Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, hôm qua, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân quận tập trung chất vấn các nội dung theo đề nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân quận, cùng ý kiến kiến nghị của cử tri trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng như tình hình trật tự an toàn xã hội, công tác phòng ngừa cháy nổ, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tiến độ thực hiện triển khai các dự án công trình đầu tư công trên địa bàn. Các vấn đề được đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, phòng ban ngành trả lời thẳng thắn về kết quả đạt được, nhận trách nhiệm và đưa ra các giải pháp cần thiết, có cam kết lộ trình thực hiện. Cũng tại kỳ họp đã thông qua chín nghị quyết trên các lĩnh vực làm cơ sở cho Thường trực Hội đồng dân nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận, các ban ngành chuyên môn của địa phương tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024.